Nó cũng có. Cái thứ nhất là cái trọng tài này là cũng đã từng sai sót cái trận gặp Bình Dương ở lượt đi. Thành ra là cầu thủ nó cũng có một cái ức chế về cái việc mà khi mà gặp lại. Phải nói là bóng đá mà Sơn La Khánh Hòa cũng có cơ hội cũng rất rõ ràng nhưng mà không tận dụng được, kể cả lúc mà thua rồi cũng có cơ hội để gỡ hòa nhưng mà không tận dụng được, thì bóng đá thì nếu không tận dụng được thì sẽ bị trừng phạt. Sau trận này thì Gia Lai thắng rồi, Hải Phòng cũng thắng rồi, thì bạn Gia Lai nghĩ gì về cái chặng đường còn lại của Khánh Hòa? Cái niềm tin của anh có giảm bớt đi nhiều không? Bóng đá Khánh Hòa thì và kể cả tôi làm việc, tức là dù bất cứ như thế nào, tình huống nào, hoàn cảnh nào vẫn thi đấu hết mình. Đó là tiêu chí mà phải khẳng định một điều như thế này, xuyên suốt từ V-League tới giờ chỉ có một mình Khánh Hòa làm được. Kể cả đủ điểm, dư điểm hay là thiếu điểm đều đá sòng phẳng và không xin bất cứ một ai. Nói thẳng ra là như vậy.